Là viện bảo chế dược phẩm hàng đầu thế giới, Fujian Spa luôn nỗ lực nghiên cứu tìm ra hóa chất mới. Nhờ đó, các nhà khoa học của viện bảo chế này đã tìm ra pidobenzone, hóa chất điều trị nám mới với khả năng đánh tan vết thâm nám hiệu quả mà không tổn thương da. Với kết cấu gel mỏng nhẹ, bộ đôi K5 Lipogel và K5 Cryolaser giúp pidobenzone thấm sâu vào lớp biểu bì da. Hoạt chất salicylic loại bỏ lớp sừng ở bên ngoài để pidobenzone phát huy tác dụng trị nám. K5 là sự kết hợp hoàn hảo của bộ ba hoạt chất trong công thức bào chế độc quyền. Tác dụng vượt trội của K5 đã tạo ra phương pháp điều trị nám mới và được công bố trên tạp chí da liễu nổi tiếng Dermatologic Therapy. K5 Limogel là dòng kem trị nám dành cho da chưa qua điều trị laser. Hàng ngày, bạn chỉ cần bôi một lớp kem mỏng lên những vết nám, những đốm da không đều màu 2 lần mỗi ngày trước khi trang điểm và trước khi đi ngủ. Trong thời gian từ 6 đến 8 tuần, các vết nám sẽ mở đi trông thấy. Bạn hoàn toàn có thể thấy rõ hiệu quả chỉ sau vài tuần sử dụng. K5 Limogel đã được Fujian Spa nghiên cứu độc quyền và được cấp bằng sáng chế toàn cầu. Trước vấn đề tăng sắc tố do laser và lăn kim, Fujian Spa đã bào chế thành công K5 Cryolaser dạng gel đặc biệt. Chỉ cần bôi K5 Cryolaser sau khi điều trị laser từ 8 đến 10 ngày sẽ giúp ngăn ngừa nám quay trở lại, hạn chế tổn thương trên da cũng như bảo vệ da khỏi tác động bên ngoài. K5 Cryolaser phù hợp với làn da mỏng, yếu và nhạy cảm. Chỉ cần sử dụng đều đặn 2 lần một ngày trước khi trang điểm vào buổi sáng và trước khi đi ngủ vào buổi tối trong 6 đến 8 tuần, làn da bạn sẽ được bảo vệ tối ưu và ngừa được chứng tăng sắc tố.